Chào toàn thể các bác nha. Hôm nay Vũ chia sẻ với các bác về vấn đề là xịt hồ nghèo, nghĩa là xịt hết đời nha các bác. Đây, đây là sợi xịt của Vũ, Vũ cưa một thời gian hơn một tuần nha các bác. Hơn một tuần nó sẽ ra như thế này. Rồi hôm nay Vũ sẽ chia sẻ với các bác là cách dùa như thế nào để cho mà xịt như thế này. Mình cưa nó sẽ ngọt. Rồi lát mình vụ dừa xong rồi vụ sẽ rắc cưa cho các bác xem nó ngọt như thế nào nha. Xịt như thế này á, thì khi mình dừa nha các bác. Mình dừa thì nó đã hết như thế này đấy. Nó đã hết như thế này đó. Thì khi mình dừa nha các bác. Khi mình dụa thì mình chủ dụa xuống nha các bác. Mình chủ dụa xuống, mình sẽ lấy cái mũi này ở giữa này, nó cho nó khuyết khuyết một tí nha các bác. Kiểu như nửa vương trắng khuyết vậy đó. Thì cái video chia sẻ về kinh nghiệm dụa xít hết đời này thì Vũ cũng có chia sẻ, lúc trước Vũ có chia sẻ một video rồi. Nếu bác nào xem ở đây không hiểu thì có thể xem lại video đó nha. Lát Vũ sẽ để đường link video chia sẻ cách dụa xịt hết đời ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận nha các bác. Nếu bác nào xem không hiểu lắm thì vào đó xem sẽ rõ hơn nha các bác. Đây là sự xịt hết đời của Vũ. Nếu như mà xịt ở dạng này á, mà để mà cơ ngọt á, thì nó phụ thuộc vào ba vấn đề chính để mới có thể cơ ngon nha các bác. Thứ nhất là tì nha các bác. Đây, đây là tì Vũ mới chỉ lên hái thôi. Và thứ ba là cách, thứ hai là cách dũa. Cách dũa thì các bác phải nên dũa là khuyết nửa vương trắng nha. Còn thứ ba thì là về phần lám nha các bác. Phần lám thì xịt cỡ này thì mình phải mai xịt nha, mai lám nha các bác. Mình lấy dũa hoặc mình lấy mai, mình mai cho nó không có cái gơ này, thì lúc đó mình mới cắt ngọt được nha các bác. Đây, bây giờ không long vong nữa, bây giờ Vũ sẽ ra cưa cho các bác xem xịt hồ nghèo. Đây gọi là xịt hồ nghèo nha các bác. Xịt này là nói chung là bỏ được rồi nha các bác. Xịt này mà bây giờ rạc cưa cây cứng á, là nó sẽ gãy hết trắng luôn nha các bác. Cưa cây tràm thì nó cũng tương đối mềm nha các bác. Nhưng mà nếu như tam này thì nó có cứng hơn cao su, nó cứng hơn cao su và sâu đấu nha các bác. Đấy, nên là Vũ không hà hết tí, Vũ chỉ hà lần hai là Vũ hà như thế này. Đấy, rồi mình cưa, nếu mình hà nhiều quá thì cưa sẽ gãy đắng nha các bác. Đấy, bây giờ mình sẽ, Vũ sẽ ra hà cây và xả cho các bác xem nó ngọt như thế nào nha. Mm-hmm.
Đây nha các bác, đây là xịt hết đời của Vũ nha các bác.